Hồ Bích Trâm lần đầu xuất hiện sau đám cưới. Hồ Bích Trâm gửi lời cảm ơn sau hôn lễ. Sau hôn lễ tại quê nhà Quảng Ngãi, Hồ Bích Trâm đã có những chia sẻ đầu tiên gửi đến các fan. Hôn lễ của diễn viên Hồ Bích Trâm và ông xã hơn 7 tuổi đã diễn ra tại quê nhà cô dâu là Quảng Ngãi. Vì tình hình dịch bệnh nên nữ diễn viên đã khéo léo chia nhiều khung giờ mời khách, mỗi khung giờ tiếp tối đa 50 người và thực hiện các biện pháp an toàn mùa dịch như đeo khẩu trang, rửa tay. Cũng trong hôn lễ, ông xã Hồ Bích Trâm lần đầu lộ diện, anh được khen là điển trai và rất xứng đôi với nữ diễn viên. Ngay sau hôn lễ, sáng nay Hồ Bích Trâm đã chia sẻ lời cảm ơn của vợ chồng cô đến bạn bè, người thân và fan đã ủng hộ suốt những ngày qua. Vợ chồng em không biết nói gì ngoài cảm ơn, cảm ơn. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả lẫn cư dân mạng đều dành lời khen vì ngoại hình có tướng phu thê của vợ chồng Hồ Bích Trâm. Tướng phu thê giống nhau quá, chúc chị Trâm mãi hạnh phúc và bình an. Chị ơi, em thấy anh chị xinh đẹp, quá trời, ước gì có được người chồng như chị. Hai vợ chồng có nét phu thê, chúc em trăm năm hạnh phúc. Được biết, sau hôn lễ tại quê nhà, Hồ Bích Trâm và chồng sẽ có lễ báo hỷ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh căng thẳng, nên nhiều khả năng cặp đôi sẽ dời ngày để giữ an toàn cho cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.